Xin kính chào các quý vị, xin kính chào thầy và xin chào các bạn. Virus corona tràn vào Việt Nam vì đâu nên nỗi? Nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, 4 người đã nhiễm virus corona. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 17 người tiếp xúc gần với người có tên là K. Hiện tất cả đã đưa đi cách ly và xét nghiệm theo quy định. K nằm trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng sớm ngày 24 tháng 12. Nhóm này gồm bệnh nhân số 1440 ở Vĩnh Long, bệnh nhân 1451 ngụ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ tên N ở Đồng Tháp đã có kết quả dương tính COVID-19 vào sáng ngày 29 tháng 12. Và một người tên V ở quận Nhất và người tên T ở huyện Hóc Môn. Trừ hai người cuối được liệt kê ở trên có kết quả âm tính lần thứ nhất với COVID-19. Bốn người còn lại đều dương tính. Bệnh nhân 1440 cho biết mình sống ở Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12 năm 2020. Ngày 15 tháng 12, người này rời Myanmar đến Thái Lan và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22 tháng 12 cùng 5 người khác. Ngày 23 tháng 12, nhóm 7 người từ Thái Lan đi đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến Việt Nam, nhóm đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe 7 chỗ. Hiện đã truy vết được những người trên chiếc xe này. Trên đường đi, bệnh nhân số 1440 đó và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây. Còn lại tiếp tục về thành phố Hồ Chí Minh, gồm H, ngụ quận 5, V, quận Nhất, T, Hóc Môn và K, quận 9. Sau khi nghe tin bệnh nhân số 1440 dương tính với COVID-19, H mới ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cũng dương tính. Trước tình hình 4 trên 6 người nhập cảnh trái phép bị phát hiện đã dương tính với virus, các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang đang căng mình giáo diết truy tìm lần theo dấu vết nhóm người vượt trái phép qua biên giới An Giang. Tuy nhiên, việc truy vết vất vả, gặp nhiều khó khăn lắm. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho hay khu vực ấp Búng Nhỏ thuộc biên giới nhưng nằm sâu trong nội địa và khu vực này không có tổ công tác của biên phòng trực mà chỉ do lực lượng tuần tra lưu động nên khó truy vết.
lãnh đạo Bộ Công an, ông Tô Lâm, sáng ngày 29 tháng 12 cho hay, trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh bất hợp pháp, tạo áp lực lớn cho lực lượng chức năng ở cơ sở. Đồng thời, có khoảng 70.000 người Việt Nam ở nước ngoài đã được chính phủ tổ chức đón về nước, nhưng số lượng có nhu cầu hồi hương vẫn rất lớn, tăng nhanh trong dịp cuối năm này. Ngoài ra, nhiều lao động Việt Nam đang làm việc ở các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc sẽ trở về rất đông. Cần có biện pháp đảm bảo tốt việc đón bà con và phòng chống dịch. Đại tướng Tô Lâm đã nói như vậy. Trước đó, ngày 23 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã cảnh báo cuối năm là thời điểm nguy cơ xâm nhập của COVID-19 rất cao. Hiện nay, hàng ngày có khoảng 100 đến 150 trường hợp nhập cảnh trái phép ở biên giới. Do đó, các địa phương, đặc biệt tỉnh có vùng biên, phải hết sức quan tâm, tăng cường hơn nữa để ngăn chặn nhập cảnh trái phép, ông nói. Những người nhập cư trái phép được xem là mối đe dọa có thể làm đổ sông đổ biển hết những nỗ lực chống dịch của một đất nước. Ví dụ như Thái Lan cũng được xem là một trong những quốc gia kiểm soát bệnh tốt vì nhiều tháng không có ca nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự yên bình của xứ sở Chùa Vàng đã bị đảo lộn khi ổ dịch tại khu chợ hải sản Mahachai thuộc tỉnh Samut Sakhon bùng phát. Chính quyền Thái Lan nghi ngờ những người vượt biên trái phép từ Myanmar về, bao gồm người Myanmar và cả người Thái Lan, đã đem theo mầm bệnh. Ít nhất 10 người Thái mắc COVID-19 là người trở về từ Myanmar không khai báo nhập cảnh. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói thẳng trong bài phát biểu trực tiếp tối 22 tháng 12 rằng đợt bùng phát dịch ở Samut Sakhon lần này là do những người nhập cư bất hợp pháp. Chính họ đã đem tai ương tới đất nước này. Trước tình trạng người nhập cảnh trái phép, nhiều người cho rằng điều này một phần do chính sách hồi hương của chính phủ chưa đáp ứng được nhu cầu về nước của nhiều người đang kẹt ở nước ngoài, nhất là vào thời điểm Tết ta cận kề. Trên Facebook cá nhân, luật sư Phùng Thanh Sơn có ý kiến như sau. Nếu chính phủ có chính sách cho người Việt Nam hồi hương dễ dàng hơn thì tình trạng nhập cảnh chui chắc sẽ giảm đi rất nhiều, và từ đó rủi ro dịch bệnh không thể kiểm soát sẽ được giảm theo. Một số người cũng cho rằng nếu cho nhập cảnh dễ dàng hơn thì sẽ không nhiều người mạo hiểm đi chui trái phép. Nhưng cũng nêu quan điểm nếu nhập cảnh dễ dàng thì nền y tế Việt Nam sẽ bị áp lực, không chịu được một lượng người lớn nếu họ bị nhiễm COVID. Với hệ thống y tế hiện tại của Việt Nam chúng ta hiện nay,
Nếu số ca nhiễm khoảng 2.000 người một ngày thì sẽ bị quá tải. Việt Nam thời điểm cao nhất cũng chỉ có chừng 300 đến 400 người dương tính phải điều trị. Do đó, Việt Nam cần làm hai việc. Thứ nhất, nâng cấp hệ thống cách ly tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung tốt nhất có thể. Thứ hai là nâng cấp năng lực điều trị tốt nhất để đáp ứng lượng người bị bệnh phải nằm viện trong lúc cao điểm. Và tin mới ngày hôm qua chiều 29 tháng 12, thêm 2 người nhập cảnh trái phép mắc COVID-19. Bản tin hồi 18 giờ ngày hôm qua 29 tháng 12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép. Và hiện nay Việt Nam có 1.454 bệnh nhân. Thông tin ca mắc mới, 3 ca mắc mới đó là bệnh nhân 1452, 1453, 1454 được cách ly tại Đồng Tháp 1 người và thành phố Hồ Chí Minh 2 người. Cụ thể, ca bệnh 1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24 tháng 12 năm 2020 đấy, cùng với bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451, sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 12 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã dương tính với COVID. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa Sadec. Ca bệnh 1453 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24 tháng 12 năm 2020 cùng với bệnh nhân số 1440, 1451 và 1452, sau đó về thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã dương tính với COVID. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ca bệnh 1454 là nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bệnh nhân từ Hoa Kỳ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 ngày 27 tháng 12 năm 2020 và đã được cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 12 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.